Liên đoàn bóng đá Việt Nam họp gấp trước trận gặp Indonesia. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có buổi họp quan trọng trước ngày đội tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Indonesia, lần lượt trên sân khách ngày 21 tháng 3 và trên sân nhà Mỹ Đình ngày 26 tháng 3. Với tính chất quan trọng của hai màn đọ sức này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng và tốt nhất cho thầy trò huấn luyện viên Philip Chusie nhằm hướng đến kết quả lạc quan trước Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đã hội quân với đầy đủ lực lượng trong ngày 14 tháng 3, sớm hơn dự kiến một ngày và nhanh chóng bước vào tập luyện. Sau 4 buổi tập tại Hà Nội, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia ngày 19 tháng 3. Đáng chú ý, trước khi đội tuyển Việt Nam làm khách trước Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành họp gấp để giải quyết một số vấn đề quan trọng. Theo đó, ban chấp hành VFF khóa 9 sẽ có buổi họp vào ngày 15 tháng 3 liên quan đến nhiều nội dung hoạt động thời gian vừa qua và những tháng tiếp theo của năm 2024. Buổi họp quan trọng này diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 3. Các thành viên của ban chấp hành thảo luận về chương trình hoạt động của VFF liên quan đến kế hoạch tổ chức nhiều giải đấu, thống kê, thu chi tài chính, hoạt động truyền thông ở giai đoạn vừa qua sẽ có quãng thời gian để các thành viên ban chấp hành thảo luận về diễn biến của giai đoạn lượt đi V-League 2023/24. Ngoài ra, các hoạt động, kế hoạch khác của đội tuyển Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong ngày 14 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã làm lễ công bố nhà tài trợ chính các đội tuyển quốc gia, hứa hẹn giúp những chiến binh sao vàng có thêm những sự hỗ trợ trong tương lai. Về riêng trận gặp Indonesia tới đây, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú nói thêm, về phía VFF Ngoài sự hỗ trợ chuyên môn, Thường trực Ban chấp hành VFF cũng đã chỉ đạo bộ phận chức năng chuẩn bị chu đáo các công tác hậu cần, cử trưởng phòng đội tuyển quốc gia trực tiếp sang Indonesia tiền trạm các điều kiện ăn ở, sân tập và di chuyển. VFF cố gắng chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi của đội tuyển Việt Nam sang Indonesia khởi hành vào ngày 19 tháng 3 tới, chủ động giải pháp ứng phó trước những vấn đề có thể phát sinh.